gặp đội tuyển Nhật Bản. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt đêm nay để theo dõi hành trình lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Và một lần nữa xin được chúc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo luôn mạnh khỏe, luôn thành công và luôn chân cứng đá mềm để có thể tiếp tục mang đến những trận đấu đẹp mắt nữa dành cho người hâm mộ nước nhà. Xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã mang đến những quan điểm khác nhau nhiều chiều về kết quả thi đấu và về thành tích của đội tuyển Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn một giấc ngủ ngon và một ngày mới nhiều niềm vui cùng thành công. Khi đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình ca cổ cải lương của truyền hình Đồng Tháp. Quý khán giả thân mến, nhắc đến Quỳnh Nga, một tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng tính tình quyết đoán, coi trọng nghĩa nhân và giàu lòng chung thủy, thì ắt hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến tác phẩm kinh điển Bên Cầu Dệt Lụa của soạn giả Thế Châu. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức đoạn trích đắt giá của vở tuồng này. Đoạn Quỳnh Nga đến nhà tiễn biệt Trần Minh trước ngày chàng Lai Kinh ứng thí. Đôi nghệ sĩ Mỹ Dân và Hoàng Phúc thể hiện đoạn trích này. Mời quý vị cùng thưởng thức.